cháu chịu khó vô nhà ngồi chờ nó một chút. Chuyện của nó cháu nói với nó tốt hơn. Dạ không, chuyện của anh Tùng, nhưng cháu nói với bác chắc chắn sẽ tốt hơn. Là vậy, thôi được rồi, cháu nói đi. Bác Hòa, cháu nghĩ tới lúc này thì bác nên ngăn cản anh Tùng, đừng để anh Tùng dấn sâu vào chuyện tình cảm với cô gái dưới miền Tây đang ở trong nhà bác. Loan à, bác cũng đã nói với cháu đôi ba lần rồi, chuyện của thằng Tùng bác không hề muốn can thiệp. Bác sẽ để nó tự do quyết định chuyện riêng tư của mình. Như vậy thì bác đã vô tình đẩy anh Tùng vào ngõ cụt. Chắc chắn rồi đây anh Tùng phải gánh lấy một hậu quả rất khó lường, một hậu quả vô cùng đau thương, đè nặng trên vai đến suốt cuộc đời. Chuyện gì mà to tát tới như vậy? Hay là cháu đã lầm lẫn điều gì? Hoặc là cháu đang tức giận trong lòng rồi tưởng tượng ra những điều không hay? Thưa bác, cháu không hề tức giận và cũng chẳng có lầm lẫn điều gì. Cái chính là cháu vẫn còn thương anh Tùng nên không muốn những điều đáng tiếc xảy ra. Thằng Tùng nó cũng đã khôn nghe lớn, hơn nữa nó cũng được ăn học đàng hoàng. Làm gì thì cũng phải đắn đo, không vội vàng đâu, cháu đừng lo lắng gì. Bác tin là anh Tùng sẽ như vậy. Nó là con bác, tất nhiên bác phải tin nó rồi. Còn cháu, cháu thì chẳng có bao giờ. Căn cứ vào đâu mà cháu nói thế kìa? Mọi chuyện đã sờ sờ trước mặt, đúng ra bác phải thấy tường tận. Đến lúc này thì bác đã hiểu được ý cháu, nhưng quyết định của thằng Tùng không thay đổi được đâu. Một quyết định khờ khạo vô cùng, chắc chắn anh Tùng sẽ hối hận trong nay mai. Ai dại dột đi cưới một cô gái mù sẽ ảnh hưởng rất nhiều trên con đường tương lai. Loan à, đầu tiên thì bác cảm ơn cháu đã có lòng lo lắng cho thằng Tùng. Nhưng mà cháu yên tâm đi, thằng Tùng có nói với bác là nó sẽ chữa trị đôi mắt của cô ấy được. À, thì ra là bác chưa biết chuyện gì à? Hèn gì nãy giờ bác mới nói chuyện với cháu như vậy. Cháu nói thế nghĩa là sao? Thôi được rồi, bác coi cái này rồi bác sẽ biết. Bác coi xong thì chắc chắn bác sẽ thay đổi cái cách nói chuyện với cháu liền hả? Nhưng đây là cái gì? Kết quả hội chẩn để giải phẫu đôi mắt của cô gái ấy. Bác, khó khăn lắm cháu mới lấy được đó. Trời ơi! Đó, bác thấy chưa? Đôi mắt của cô gái đó chỉ có trời mới cứu được thôi. Nếu anh Tùng cưới cô ta làm vợ thì con đường tương lai của anh Tùng ra sao chắc bác biết rõ. Loan à, bác... Thưa bác, cháu tin rằng trên đời này không có một người cha nào muốn con mình phải cưu mang gánh nặng suốt đời đâu. Cháu chào bác. Tùng ơi, nếu như thế này thì bác không thể nào để cho con tiến tới hôn nhân với cô Duyên được đâu. Hôm nay ba không tới công ty à?
Có lẽ ba sẽ nghỉ buổi sáng hôm nay. Có chuyện gì vậy ba? Có chuyện quan trọng, quan trọng tất cả cuộc đời con. Ba nói gì mà con chưa hiểu? Con đọc tờ giấy này rồi con sẽ hiểu ngay. Sau đó cha con mình nói chuyện với nhau. Ba, ở đâu ba? Ba có được tờ giấy này? Ở đâu không quan trọng. Chuyện quan trọng là bây giờ con đã quyết định ra sao. Ba ơi, con cũng chưa biết phải quyết định thế nào. Như vậy là con vẫn còn đang lưỡng lự. Thôi được rồi, để ba quyết định giùm cho con nha. Con phải dứt khoát với cháu Duyên tức khắc. Ba, Tùng, con cũng thừa biết là ba rất mến cháu Duyên, nhưng sự thể đã như thế này, con càng núng níu thì càng khổ thêm. Còn cháu Duyên cũng chẳng có sung sướng gì đâu. Ba, nhưng con Tùng, ba vừa yêu qua cầu vừa bắt buộc. Ba, tội nghiệp con mà ba. Con không được quyền cãi lại, phải cúi đầu chấp nhận. Ba thương con mới quyết định như thế này. Ba, con biết rằng ba rất thương con, nhưng nếu như quyết định như vậy, con thấy sao tàn nhẫn vô cùng. Có thể là hiện giờ con cảm thấy quá tàn nhẫn, nhưng rồi dần dần chuyện đó cũng sẽ chìm vào quên lãng. Thà rằng cứ để lòng mình rai rứt trong vài giây phút, còn hơn là phải cưu mang một gánh nặng muôn đời. Có thể con cho ba là người quan trọng bản thân và xem nhẹ thâm tình, nhưng nếu như có một ngày nào đó con cũng gặp hoàng đổi ý nghĩ của mình ngay và con hiểu tại sao ba làm như vậy. Có người cha nào mà không ngăn cản thì thấy đứa con thân yêu tự nhiên đau khổ vào mình. Ba, nhưng rồi đây con biết phải ăn nói làm sao với Duyên và anh hai của Duyên đây hả ba? Đó là chuyện của con. Ba ơi, con khó xử quá, hay là ba hãy để cho con? Không được. Dù biết rằng tình cảm của con nó sâu đậm, nhưng nếu so với tình cảm của má và ba thì tình cảm của con thật là nhỏ bé. Xét cho cùng cũng không đáng gì đâu. 20 năm dài má con vất vả lo cho ba từng giấc ngủ miếng ăn, vậy mà chỉ mấy năm nằm trên giường bệnh, ba tưởng chừng như bà ấy đang cột chặt đời mình. Ba, đó mới chỉ là mấy năm ngắn ngủi